Nguyệt xin kính chào ông bà cô chú, anh chị em và các bạn đang xem kênh Tư Tèo Vlog nha. Cho Nguyệt chúc cả nhà mình một ngày mới thật là bình an. Thì hôm nay ông xã Nguyệt chọn tới cái khu vườn ở bên trong nhà mẹ này cả nhà, tặng mình trồng thêm một ít dạng như là dây leo, dưa leo hay là hủ qua hay là cái gì đó. Thì đây ông xã Nguyệt sẽ giới thiệu cả nhà biết ha. Anh ơi, cả nhà quay trở lại với cái khu vườn nhỏ của Tèo cả nhà ơi, quá trời luôn nè, muốn nó bò lên nè. Cái này đất này sao mà nó mau màu cỏ quá, đất cũ mà. Vậy hả? Từ đất cũ nó vậy đó, cũ mau cỏ, cũ mau màu cỏ lắm. Đào chưa gì hết là màu cỏ rồi, chưa trồng nữa thì cỏ lên xanh trên cả nhà. Tèo sở là gì nè, tặng cho nó đậy lớp cỏ rồi xong rồi nữa khi nào tèo trồng á, tèo lấy mằng phủ tèo kéo lên cho cỏ nó đứng lên, chứ đất này mà không có mằng phủ là vô phương trồng quá trời cỏ luôn. Ở đây thì đây là bông thiên lý hổm hay trồng của Nguyệt nè, trồng nè, sinh của cái của anh của Dương Út á, rồi mình trồng, ảnh đào ảnh bứt rồi trồng nó ra nè cả nhà. Đây hình như là trồng 4 bụi mà nó chết một bụi, một bụi bên trong nhà gần nhà đó, chắc bụi đó chắc nó không có ở ngoài này, vứt ở trong đó nó chết rồi. Được 3 bụi, đây 1 bụi nè cả nhà. Chừng nữa thì mình sẽ làm cái vàng cao lên ha, cái vàng cao lên. Nữa có vàng thiên lý nhìn nữa mới đẹp. Lương nó vô đây nó ở. Lương hả? Nè, vô đây nó ở. Đâu? Lương hay trùng? Lương nè. Ồ, con lương. Con lương. Lương con. Ừ. Dự định mình trồng gì anh? Cái này mà, em mua. Leo. Như leo. Hoa vậy đó. Rau thơm. Nói chung là cái gì anh được thì cứ trồng. Trồng là hết đất thôi. Tại vì cái chỗ ngoài ruộng Tèo thường trồng đó cả nhà, giờ Tèo trồng cỏ luôn rồi, còn chỗ dành mớt không à, bây giờ dọn trong này trồng trong này. Tèo đào thì cũng xong hết trơn rồi cả nhà, đợi nắng gáo gáo cái tèo đem bằng phủ ra tèo kéo đó cho nó ba cỏ này nó chết xong hết trơn rồi, tèo dọn cái mương đó luôn nha, dọn mương cái dài đó luôn. Tèo làm bên kia một clip nữa, bên cái gốc ổi bự bự đó, làm clip bên đó tèo trồng dàn hủ qua cho nó bò ngược qua đây. Trời bữa nay chắc tèo nghĩ chắc nắng rồi cả nhà, sáng giờ nắng quá trời nắng. Phía này chắc nữa Tèo dọn dọn này trồng mấy dì bầu cho nó bò ngược qua đó đó cả nhà. Tèo bứng cái dừa này luôn, bứng mấy cái ổi này luôn, tại vì gần cái mã của ba Tèo á, sợ cái cây dừa này sau nó lớn lên á dễ nó đâm vô mã, cho nên Tèo bứng dời chỗ khác trồng. Còn cái ổi đó là cái ổi thường, cái ổi đó trồng lâu rồi, Tèo cái ổi đó Tèo đốn bỏ, bứng lấy mấy cái ổi ruột hồng này lại trồng chỗ khác luôn. Tèo dọn từ đó đó, đây, dọn dài là phía này luôn, dài lên đây luôn nè, trồng đây vàng hú hoa thử cái tốt nha nè. Ba cái ổi này không có bọc cái nó bị gù vàng chích đó cả nhà, nó hư hết trơn.
Thì hồi sáng ông xã Nguyệt có dọn sớm cái khu vườn rau nè cả nhà. Thì Nguyệt cũng ông xã Nguyệt làm mình ha. Thì Nguyệt cũng bỏ đó, Nguyệt cũng đi lo cho gà vịt với tắm bò cho bò ăn. Thì xong rồi, bây giờ Nguyệt vô Nguyệt coi ông xã Nguyệt làm tới đâu rồi ha. Cũng chưa đi vô làm cơm ăn nữa. Tới đâu rồi anh? Bứng mấy cây này luôn hả? Cách chỗ này nó không tốt. Thấp quá. Đèn quá, nó dần thè cái ổi. Bứng giờ cho khác, coi chứ nó cao cao chút. Bứng anh không chặt bớt nhánh hả? Bứng đi rồi, hồi lấy dao chặt. Bây giờ đâu có dao nè. Trời nắng quá trời luôn. Tết kìa, kèo. Tết này phải xới lên trồng mới tốt. Bứng cái này luôn. Bứng cây đó xong rồi vô làm cơm ăn anh ơi, chưa rồi đó. Làm cơm tranh thủ bé đi học về có cơm ăn nữa. Rồi bứng cây trước tiên thì trồng gãy cả nhà. Xung quanh đây nữa thì trồng bông hết trơn luôn, gần ngã ba nè. Đây có cây bông bột út liễu cho nè, bột gì không biết. Nhà là nghệ đen phải không ta? Cây này nè. Nghệ đen này làm thuốc nè cả nhà. Mẹ Nguyệt trồng để làm thuốc. Cái cũ nó nghe nói là chị bệnh đau tử hay á. Thôi tự đi vậy đi, thôi lấy dao mày chặt. Kinh nó trồng chỗ khác. Cũng dễ bứng ha. Ê, đây. Nó nằm chỗ này nó đâu có rễ gì đâu. Uh-huh. Ừ. Đất nó bị lèn á. Rồi vô. Trời trời lúc này tầm 9 giờ mấy mà. Mệt cả nhà. Nắng quá nắng. Vô làm cơm ăn. Nắng rát luôn cả nhà. Ăn rồi ra làm tiếp. Anh ơi hái mấy trái đậu bắp này vô anh ơi. Nè. Kéo rồi, sẵn kéo rồi cắt luôn đi. Với mới gieo cần cua nữa. Hái đậu bắp vô luộc ăn. Mình khỏi chống cho nhìn nó đẹp ha. Nhiều anh Tứ Phân nữa được. Nó hơi vàng này. Đậu bắp này ăn dai lắm không? Thì anh Tứ Phân hoài ăn hoài vậy đó. Vậy hả? Nó cao lên hơn mình luôn không? Nó cao hơn mình luôn á. Ví dụ nó cao quá, nó lão quá, cái em chặt nha. Ừ. Cái nó lên được khác. Vậy hả? Lên bao uống tược phải không? Lên được cái là thời bên đó quá trời luôn, gà trái. Nó lên được là gà trái tiếp. Ừ. Quá trời luôn. Cây này có lớn mà ở đây không trái. Muốn hư luôn. Cắt hết nha. Nhẹ, bữa hổm cắt bằng cái dao á. Cây này quá trời luôn. Cái nửa kg. Trời có nắng có mưa phơi đồ cũng nó ấy nữa. Mà cầu mong buổi sáng nắng ăn phơi đồ cho nó khô. Sáng nắng chiều mưa cũng được. Giặt xong cái không có nắng cái nhà phơi nó không có khô. Khí hậu ở Việt Nam nó khắc nghiệt lắm cái nhà. Mưa thì mưa thúi đất luôn, nắng thì nắng nóng chịu không nổi luôn. Rồi ha. Ê sao còn sót trái đó vậy? Đâu? Đó. Hả? Hai trái đó. Ủa? Con nghiệp cũng sót. Mới gieo càng cua nữa. Anh cắt một ít rau thơm với rau găm với anh. Quế kìa. Ê. Chưa có nhiêu đây mà ăn hoài ăn cũng hết. Mỗi lần ăn cắt nấm. Có cô chú anh chị nói là cái ông cua này chiên trứng vịt gì đó. Hả? Trộn ăn cũng ngon vậy đó. Hả? Ừ, chiên trứng vịt hả? Mình thử đây. Cái này nó già. Mình nhà mình cũng có trứng vịt kìa. Ừ. Cái này nó già cả nhà. Này ăn tao cắt bỏ luôn để cho nó lên khác cho nó non rồi. Như đủ hả? Ừ. Nó cắt gì quế hả? Quế với miếng rau găm vậy đó, gấp cá rồi đó. Ăn sống nè, ăn có miếng rau thơm kèm cho nó ngon. Quế trong này nó hơi gập á, cho nên nó không được tốt. Mà cũng ăn được. Anh cái bưởi này em thấy cái gì ta? Cái gân gân này nó trong trong rồi nè, nó được chưa? Đó, nó già đó.
Vậy hả? Nó trong trong nè cái gì? Dạ, nhưng mà em để hoài, nó nằm hoài. Vậy hả? Ừ. Nằm hoài nó có bị khô không? Khô ruột không? Cái loại bữa năm gâu này nào giờ anh không thấy nó khô. Ừ. Có bữa như bữa gì? Bữa dạ gì xanh. Mà trái không phải, bữa gì mà trái bự. Bữa gì quy quy đó. Bữa gì mà trái nó cũng như bữa năm gâu mà trái nó bự lắm. Cái loại bữa đó là mình để quá là nó bị khô luôn. Chứ em đi lại vườn, lúc đó em đi vườn chỗ người bạn chơi á là có vườn cam sòn hay là cam sành ta? Cam sành. Như là để quá lứa cái trái nó thấy bự lắm, giống kiểu như là ta bẻ sót á. Cam sành nó để quá khi lứa là khi mà lắm. Mình bẻ đó nó khô gan à, nó không còn nước nữa. Cam sành để quá lứa là khô luôn. Nhiều rồi cả nhà. Rồi xong, chuẩn bị làm cơm mà cả nhà. Chào cả nhà. Chào cô chú. Hôm nay thì sáng mình có đi chợ mua được con mắm cá lóc nè cả nhà, với một miếng ba gọi ha. Mình sẽ chưng mắm cá lóc, thì đậu bắp nè, rồi mình sẽ luộc ha. Còn dưa leo với chuối này kia thì rau cho thơm nè, với cái cua mình ăn sống ha, với chú ở sớm Dượng Tư, chứ Dượng Tư ở sớm nè, rồi ghé bán thấy đồ đũa ngon quá trời. Chút xíu nữa luộc chung với đậu bắp luôn, mình chấm ăn cũng ngon lắm cả nhà. Quá trời tốt của mình ha. Còn bắp bị dài. Rồi, bây giờ thì thịt này thì mình cũng rửa nước muối rồi. Mình để gáo rồi. Bây giờ mình xắt cộng cộng nhỏ nhỏ, xong mình để vô mắm mình chưng. Thịt ba gọi nè. Hai bé này tiếp đặt keo. Thôi, ta cứ muốn béo phì đậu đũa. Kiểu mà kiểu gì đó. Trời ơi, bó đậu đũa. Hả? Một bó đủ rồi con, còn bó để chiều ăn. Chứ hết. Bó rồi con. Hết hai bó. Này lật tiếp bên đây cho chứ hai nè, con muốn cho bằng cua con dẹp cái đó qua bên đi. Ăn vô ngồi sát vô. Lấy cái thau ra. Sao không gài ngủ được không? Hai bé. Gì vậy? Chứ không có gầu bể đê nữa hả? Nước hết ngập rồi. Nước hết ngập rồi con. Nó qua con nước rồi. Qua nước này thì còn nước sau. Nước sau còn lớn dữ nữa. Lớn hơn nước này nữa. Thì, lớn hơn tháng 10 luôn. Người dân ta cũng đi tới lui khảo sát cả nhà, nên chắc không đến nổi đâu. Thì cũng hy vọng đừng có bể. Ở đây thì con mắm mình cắt ra làm hai ha. Cái thịt ba gọi mình sắc nhỏ nè, để vô chung luôn. Cho chút xíu ngọt. Cho ít đường ha. Tỏi phi nè, cho muỗng cho. Một ít tiêu lên ha, chút xíu nữa mình chưng xong mình để tiêu thêm vô. Đây là củ hành nè. Cắt phần nữa mình để vô mình chưng luôn, chút xíu nó chín á mình để hành lá luôn. Mắm này có mặn này nè, mình khỏi để đi cũng được. Giờ có bắt cái nồi nước nè, mình để cái mắm vô, thì thịt việc để phần dưới ha, mắm để trên. Khi mà mắm chưng nó gã ra đó, cái chất mặn nó thấm vô thịt luôn. Để nắp lại. Giờ mình bắt cái chảo nước sôi này ha. Mình có để một muỗng hạt nêm, mình luộc đậu đũa, luộc đậu đũa chín mình vớt ra, mình sẽ luộc đậu bắp sau. Cái này mẹ bà thì trang trí cái dưa gạo. Sắp gạo hồi hẳn mắm. Đây là bông súng. Bữa nay cũng ba bông loại cả nhà, cần cua, dưa leo, chuối, chú chá, bông súng, rau muống, cũng bốn năm loại vậy. Có rau sống rồi rau luộc nữa. Bữa nay ăn rau nhiều cả nhà ơi. Mắm mà mắm chim thì phải có rau sống ăn nó mới ngon. Đủ chắc các mà. Loại rau hết. Ở đây thì đậu đũa nó cũng chín rồi nè, mình vớt đậu đũa ra. Mình để đậu bắp vô. Rồi, có mắm thơm quá. Sắp được rồi, được rồi đó. Mình để hành vô ha. Mình để hành lá lên trên. Thêm một ít tiêu nữa.
trời thơm luôn nha. Đậy nắp chút xíu nè. Đậy nắp một cái nè, chút xíu chừng phút đó mình dở ra. Nhà con hấp dẫn quá ha. Cắm bông cắm qua cả nhà. Cái trên này là cái bông súng nè. Nó muốn mà đồ ăn nó luôn. Bông súng như leo chú chát cầm cua. Thợ có khác cả nhà. Tèo mấy này là tèo thua luôn. Gạo giường không à cả nhà. Tèo chỉ biết ôm cái len cái cuốc thôi chứ ngoài ra này thua luôn. Bây giờ đậu bắp cũng chín nè, mình sẽ vớt ra. Để nguội xong mình cắt làm hai lần. Đậu bắp mình luộc kiểu này nè cả nhà. Nó không có bị nhớt. Nếu mình cắt ra mình luộc là nó bị nhớt. Rồi bữa cơm thì gia đình Tèo đã chuẩn bị xong. Tèo mời cả nhà ăn cơm cùng gia đình Tèo nha. Nguyệt mời cả nhà cùng dùng cơm gia đình Nguyệt nha. Mời cả nhà dùng cơm nha cả nhà. Con mời bà nội, cha, mẹ, mời cô chú ăn cơm. Rồi ăn đi. Cơm. Ăn cái này thì phải ăn rau sống chứ. Như gạo mà nhìn đã quá cả nhà. Gạo chuối chát, dưa leo, bơ rang mỗi thứ ít á. Chấm bông súng. Dưa leo với chuối đi. Món này lạ. Sao? Lâu lâu mẹ mới mua mắm cá lóc chưng lần chứ đâu có ăn hoài con. Được mời cả nhà. Sao cảm nhận coi? Ngon. Không biết chị ăn vừa hửi. Con cắm rau. Chị chơi ớt hả con? Rồi mời cả nhà nghe. Béo à. Ăn thịt ba gọi để vô mắm chưng. Mắm chưng là mình có thịt ba gọi cả nhà. Để vô ăn ngon. Cái này cũng hay giống lòng mắm. Giống lòng mắm hả? Giống không? Nhưng mà nó đậm hơn, đậm lòng mắm. Rồi tiên qua ăn mắm nặng á. Dạ. Thường thường thì mẹ chưng chưng gì? Chưng trứng vịt ha. Chưng thường mua mắm cá sặc ha. Quậy mắm cá linh gì đó, mình về mình nấu ra rồi mình quậy cho trứng vịt. Rồi mình thịt rồi đó mình bằm mình chưng cho nó đặc lại. Ăn. Như đó giờ con cũng nấu ăn mắm cá lóc mắm cá lóc thì mắm cá lóc thì nào giờ mắm cá lóc mình nó mắc hơn mắm kia lâu lâu thỉnh thoảng gia đình Tèo ít có ăn lắm cả nhà cho nên hai bé nó nên nó mới ăn lần đầu mắc lắm mắm mà con cụ la mua con mà năm mấy nè con mắm đâu có bự đâu mà nó miếng mắm rau phải không miếng rau bà gọi này với miếng mắm này. Ăn con cá này nó mặn không có đem miếng muối hạt nêm gì luôn á mọi người ăn ha. Con cá lóc nó bự người ta làm mắm người ta làm thiệt mặn nó mới không hư nếu mình làm lạc là nó hư ta làm mắm cả năm trời người ta mới bán làm lạc quá ăn nó đâu có được nó hư ngon không trời ơi gặp nhà nội lo cho nội đi ghê đêm ngủ bà nội trong đó ôm bà nội ngủ đó béo thương bà nội lắm thì hồi đó tới giờ là béo quấn quýt bên Nguyệt không mà không có ngủ với bà ngoại bà nội gì hết á mà từ khi ông nội mất á thì béo nghĩ bà nội chắc bà nội ngủ đêm hôm nội buồn cho nên béo mới qua nội ngủ đó chứ nhỏ lớn giờ là ngủ chung với mẹ không à ngủ với bà nội không không khi nào ngủ với ai hết có mấy bữa là ngủ với bà nội cái họ thiếu hơi mỏng cho ngủ không được chứ mẹ mấy bữa đậu phải không giờ quen rồi phải không giờ quen à giờ không cần mẹ luôn đúng không tới lớn rồi đó mới ngủ bà nội á mắm này thơm rồi thì tối nay đổi cho Thảo Quy qua ngủ bà nội đi cho bé Út qua ngủ với mẹ thấy ông nội mất rồi bà nội buồn ngủ với bà nội hữu hỷ để bà nội ngủ mình ơn trụ nghiệp Thảo Quy sao nín thinh nha chịu không chịu ngủ bà nội không chịu chịu cái này sao con đang nín thinh dạ yeah. Con ăn mắm thì con phải từng hỏi cái mùi á dạ vừa ăn vừa hửi à ăn vừa sống rồi nè
rau sống mà mình chấm mắm kho thì bắt à. Đúng chân luôn. Nữa nó đậm đà. Đúng bài. Đậm đà cái nước mắm nó ra. Nói chung là mắm chân hay là lẩu mắm như vậy mình nhúng rau sống là ngon. Này con biết cái gì mà bắt nữa không? Dạ, bắp chú luộc. Bắp chú luộc ra rồi dắt ra cho ráo rồi chấm mắm này nè. Ngon dữ lắm. Phải bữa nay có ở ngoài nhà ngoại bẻ bắp chuối thấy vườn cũng có bắp chuối đó. Em có đi ruộng mà bẻ không tới. Chỗ ảnh hưởng cái cây chuối nên không dám bẻ. Xung quanh nhà mẹ tèo thì không có bắp chuối cả nhà, hiếm lắm. Không có chuối. Xung quanh này ta trồng cây ăn trái mà, ít ai trồng chuối. Chừng mời cái nhà ăn cơm nha. Nhìn thấy ăn đậu đũa không? Anh đậu bắp cũng ngon. Chấm đậu, xong chấm là ngon. Kèm thêm miếng bơ gậu với miếng mắm nha. Ngon lắm. Bắp trầm bẻ vô luộc liền ngon, ngọt ngọt. Cái loại bắp này ngon không? Chiến bể tỉa không biết đậu thứ này hay gì nữa. Nà, đậu bắp có hai loại lắm. Có loại cái cây nó màu đỏ nữa. Cây màu đỏ mà trái màu xanh. Là cái loại đó cái trái nó không bự. Rồi cái nhỏ mà. Không biết ăn ngon. Cột cột á. Hộp không à. Cái da nó mỏng dần. Hộp không ngon. Rồi để dành cho mấy người ta bán chợ. Người ta tỉa cái loại đó là khách mà người ta nhìn thấy cái màu xanh nó tưởng trái da đậu non. Dễ bán. Nhưng mà nếu mà trồng quen thì ta tới như là nó ra cục cục thôi là ta cắt rồi. Ta đâu có để cho nó tới mà già đó. Nó cũng như bí đao mình vậy thôi, bí đao nó có loại bí đao chanh, bí đao bung đó. Trái bí đao bung á là trái bự. Bự ha, trái mấy lô ha. Bí đao chanh trái như chứ à. Chanh trái chừng nửa ký vậy. Nhỏ nhỏ ha, cỡ ngón tay rồi ta cắt. Còn có bí đao bung á. Lấy cho tỏi ký rưỡi. Bí đao bung người ta làm mứt á, mứt bí á. Mình như ăn cũng được mà hả? Nấu canh, mình nấu canh, mình ăn cái hậu nó chua. Hậu trong ruột ha. Ừ, còn cái bí đao chanh á nó... là ăn nó mới chua. Tầm hàng ký, ký ngoài là nó chưa già đó. Còn bí đao mà chanh, loại xanh xanh đó là già. Bự là nó già đó. Bí đao chanh ta thường thường ta cắt cỡ 3 trái 1 ký. Mà bây giờ bí đao bung rất không là trồng đó. Cũng có cái khu vực người ta trồng, người ta mới làm mứt được đó. Nói chỗ đó đi làm công ty thì tới mùa Tết thấy người ta trồng ven bờ, tại vì xung quanh đó gần khu nghiệp với cả nhà, cho nên xung quanh ta bơm cát, ta không có đường nước để trồng gì hết trơn. Người thấy ta trồng bí đao bung á là dạng như là trồng xong rồi có trái á được, cứ để đó hoài được, không có chăm sóc gì á ha, không chăm sóc gì, ta bỏ đại vậy đó. Chỉ có thấy trồng cái loại đó với củ lùn thôi, chứ trồng gãy trồng này kia kia nọ không có nước ra vô trồng đâu được ha. Ta không có nước tới. Chứ cái loại bí người ta trồng ta bỏ đại làm mứt nè. Nó đậu rồi bỏ đại vậy. Nó già, nó già nó rụi rồi, nó ra ta ôm trái vô. Có trái giống thấm trắng. Trái giống tư vậy. Trái mấy kg ạ? À? Trái nhầm trái bự ra cả 5 6 7 kg luôn. Lòi cái đó. Trái ở theo như cái gốc đó. Ôm không nổi hả? Như cái gối ôm vậy đó. Ủa sao vậy, nó già sao làm được ta? Cái vỏ cứng bên trong là sao? Bên trong nó xốp. Vỏ cứng mà cái thịt ở trong á. Nó xốp à? Cái thịt nó già ta mới làm được. Em thấy cái trái rồi không biết. Cái thịt của nó mình rẽ ra giống giống như cái táo, cái nhoi á, lấy lộn cái bơm á. Nó xốp á. Ừ, xốp xốp. Nó kiểu nó xốp mà nó ít nước á. Vậy đó người ta mới ốp đường rồi vô nó mới thấm chất đường, người ta mới làm mứt được. Hồi xưa cô Sáu hay làm mứt đó. Chồng người tới Tết á làm mứt ăn. Ăn được thôi, miếng bột ngọt đó. Thật cái dừa. No hả? Ăn chán dữ rồi.
không dám giữ á. Bữa cơm thì gia đình Nguyệt cũng đã xong rồi. Nguyệt gửi lời cảm ơn chân thành đến cả nhà trong suốt thời gian qua đã luôn ủng hộ kênh của gia đình Nguyệt nha. Thì Nguyệt cũng xin kết thúc video clip tại đây. Hẹn gặp cả nhà trong những video sau. Và Nguyệt chào cả nhà. Chào cả nhà. Con chào cô chú.